đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube báo Vietnamnet. Sau đây là những tin chính. Israel khẳng định sẽ tấn công phủ đầu Iran với một điều kiện. Truyền thông Israel ngày mùng 5 tháng 8 đưa tin, nước này có thể tấn công phủ đầu Iran nếu nhận được thông tin tình báo rằng Tehran chắc chắn sẽ ra tay trả đũa vụ ám sát các nhà thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Theo báo Time of Israel, phương án trên đã được thảo luận tại một cuộc họp cấp cao có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tham mưu trưởng Hezi Halevi, giám đốc tổng cục tình báo và đặc nhiệm Mossad David Bania, cũng như giám đốc cơ quan tình báo nội địa Ronen Bar vào đêm ngày 4 tháng 8. Hãng thông tấn Inet cũng xác nhận Tel Aviv có thể bật đèn xanh cho một cuộc tấn công phủ đầu nếu nhận được các thông tin tình báo, kể cả do Mỹ cung cấp, kết luận Iran sắp phát động một vụ tập kích nhằm vào Israel. Các quan chức cấp cao Israel tin đất nước của họ có thể chống lại một cuộc tấn công của Iran nhưng không muốn một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Iran sắp xúc tiến một vụ tấn công quy mô lớn, mạnh hơn vụ phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel hồi tháng 4. Theo hãng thông tấn Asiad, cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra ngay đầu tuần này, sử dụng các khí tài tầm xa của Iran và lực lượng vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Liban. Asiad lưu ý thêm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề cập đến mốc thời gian trên trong các cuộc hội đàm với những người đồng cấp thuộc các nước G7. Căng thẳng leo thang sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại Isman Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas trong một vụ đánh bom ở Tehran. Mặc dù Israel không xác nhận hay phủ nhận liên quan đến sự cố này, nhưng tuyên bố đã loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah, Fuad Suk ở Beirut, Liban, người bị Tel Aviv quy trách nhiệm cho vụ tập kích nhằm vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan, khiến 12 trẻ vị thành niên thiệt mạng tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đã yêu cầu các đối tác cảnh báo Iran không nên làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông. Washington khuyến nghị bằng cách thể hiện sự kiềm chế, quốc gia Hồi giáo có thể cải thiện quan hệ với phương Tây. Ngược lại, một cuộc tấn công có thể dẫn đến sự trả đũa dữ dội. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc hội thảo với người đồng cấp Israel Yoav Gallant về những mối đe dọa tới từ Iran. Thông cáo đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ viết rằng, ông Lloyd Austin tối mùng 4 tháng 8 giờ Washington DC đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với nội dung xoay quanh sự hỗ trợ của Washington dành cho Tel Aviv trước sự đe dọa của Iran. Hai bộ trưởng đã thảo luận về việc Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel cũng như quyền tự vệ của Tel Aviv chống lại những mối đe dọa tới từ Iran, Hezbollah, Houthis và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn. Ông Austin cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, cũng như thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Thông cáo viết, Thời báo Israel nhận định, cuộc điện đàm trên của các lãnh đạo quân sự Mỹ và Israel diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang có nhiều bất ổn sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran, Iran gần đây. Phong trào Hamas và chính quyền Iran sau đó đã cáo buộc Tel Aviv đứng đằng sau vụ ám sát trên, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện việc trả đũa cơ quan an ninh Shin Bet đã chuẩn bị hầm trú ẩn bên dưới Jerusalem để các nhà lãnh đạo chính trị Israel làm việc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện vào nước này. Theo hãng tin RT, đây là thông tin được nhà báo Israel Ben Kaspit tiết lộ. Ông Kaspit cho biết, hầm trú ẩn chỉ huy và kiểm soát mới được chuẩn bị sẽ kết nối với hầm trú ẩn bên dưới căn cứ quân sự Kiria ở thủ đô Tel Aviv và với tất cả các hầm trú ẩn khác trải rộng khắp Israel. Nó cho phép lưu trú lâu dài và miễn nhiễm với mọi loại vũ khí. Ông Kaspid nói thêm, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ phía Iran. Các quan chức Iran cho hay đây sẽ là hành động trả đũa cho việc Israel bị cáo buộc ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tuần trước. Chia sẻ với Axios hôm 3 tháng 8, các quan chức Mỹ cho hay khả năng cuộc tấn công của Iran sẽ bắt đầu vào hôm nay, 5 tháng 8, và lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban cũng có thể tham gia trả thù việc Israel giết chết chỉ huy Fuad Shuk ở Beirut. Hiện, chưa rõ Iran sẽ sử dụng vũ khí gì để chống lại Israel. Tuy nhiên, các nguồn tin của Axios cho rằng, Tehran có thể sẽ làm theo kịch bản như hồi tháng 4 khi phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Israel để đáp trả vụ Israel tấn công lãnh sự quán của Iran ở Syria. Cuộc tấn công này phần lớn đã bị hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn, nhưng một số tên lửa Iran cũng đã bắn trúng mục tiêu. Phía Israel xác nhận, cuộc tấn công của Iran chỉ gây thiệt hại tối thiểu cho các cơ sở quân sự. Trước đây, các chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel cũng từng điều hành chiến tranh từ các hầm ngầm dưới lòng đất. Chiến dịch không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF tại giải Gaza vào năm 2021 đã được dàn dựng từ khu phức hợp dưới căn cứ Kiria, một bong ke chống hạt nhân được mệnh danh là pháo đài Zion. Trong một báo cáo về pháo đài Zion, tờ New York Times từng đề cập đến sự tồn tại của một hầm trú ẩn khác gần Jerusalem dành cho các nhà lãnh đạo chính trị của Israel. Hiện không rõ liệu nhà báo Kaspit và tờ New York Times có đề cập đến cùng một cơ sở hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nhóm họp với các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao vào ngày 4 tháng 8 để thảo luận về cách Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này sẽ phải trả giá nếu như thực hiện tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục ra khuyến cáo với cộng đồng. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyên cáo công dân hạn chế đến nơi đông người, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các lực lượng vào Israel trước tình hình xung đột ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ xung đột diễn biến ngày càng phức tạp sau khi các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hamas và Hezbollah thiệt mạng. Đồng thời, ngày 4 tháng 8 đã xảy ra một vụ khủng bố đâm dao tại địa bàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cùng ngày đã ra khuyên cáo đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây nâng cao tinh thần cảnh giác. Thông báo cho biết, sáng ngày 4 tháng 8, theo giờ địa phương, đã xảy ra vụ tấn công đâm dao tại thành phố Holon của Israel, khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương. Các cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ tấn công khủng bố và dự đoán các hoạt động tội phạm từ các nhóm thuộc cộng đồng người Arab tại Israel sẽ gia tăng. Đồng thời, có thông tin dự đoán sẽ sớm xảy ra các cuộc tấn công và sâu trong lãnh thổ Israel. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực đông người, các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các lực lượng vào Israel. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh thường xuyên giữ liên hệ và thông tin tình hình với các đầu mối của đại sứ quán đề phòng trường hợp khẩn cấp cần sự hỗ trợ. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng ra thông báo khuyên cáo cộng đồng người Việt sở tại thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn sau khi quân đội Israel không kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Liban. Ngày 1 tháng 8, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel NSC cũng đã ra cảnh báo công dân nước này nên tránh đi lại tới khoảng 40 quốc gia trên thế giới do nguy cơ khủng bố. Hàng loạt nước khuyên công dân rời Liban ngay lập tức. Nhiều nước đã thúc giục công dân của mình rời khỏi Liban khi căng thẳng trong vùng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Theo BBC và CNN, đại sứ quán Mỹ ở Liban kêu gọi công dân Mỹ hãy đặt bất kỳ chiếc vé máy bay nào có sẵn trong khi đó ngoại trưởng Anh David Lammy cho hay thông điệp của ông dành cho công dân ở Liban là rời đi ngay Trung Đông hiện trong tình trạng báo động cao sau khi Iran thề sẽ trả thù Israel vì cho rằng nước này đã ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran vào đầu tuần qua ông Haniyeh thiệt mạng chỉ vài giờ sau khi Israel không kích thủ đô Beirut của Liban giết chết chỉ huy quân sự cấp cao nhất của nhóm Hezbollah là Fuad Suk. những diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại cuộc chiến của Israel ở Gaza hiện đã bước sang tháng thứ 9, có thể lan thành một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Các quan chức phương Tây lo ngại, Hezbollah, nhóm quân được Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Liban, có thể đóng vai trò chủ chốt trong bất kỳ hành động trả đũa nào như vậy. Từ đó có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng của Israel. Nhóm Hezbollah đã có cuộc đọ hỏa lực hàng ngày với Israel. Đêm qua, Hezbollah đã bắn 30 quả đạn về phía Israel, sau hầu hết đều bị Israel chặn được. Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác đang cố gắng giảm căng thẳng trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, sau các diễn biến mới nhất, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Canada, Pháp và Jordan đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Liban càng sớm càng tốt vì ngày càng có nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thương mại duy nhất ở Liban. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Ngoại trưởng Jordan sẽ có chuyến thăm hiếm hoi tới thủ đô Tehran của Iran vào Chủ nhật để gặp gỡ và trao đổi quan điểm với các quan chức Iran về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. Trong một dấu hiệu khác, cho thấy Trung Đông đang chuẩn bị cho cuộc trả đũa của Iran. Mỹ đã điều một nhóm tác chiến tàu sân bay, một phi đội máy bay chiến đấu và thêm tàu chiến đến Trung Đông vào ngày 3 tháng 8. Đây có thể là lần điều động lớn nhất của Mỹ đến khu vực này kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột Gaza, khi Lầu Năm Góc điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông nhằm cảnh báo các nhóm chiến binh trong khu vực không được mở rộng giao tranh. Israel cho biết họ đã sẵn sàng cho nhiều kịch bản sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran người Israel đã tích trữ nhu yếu phẩm và chính quyền thành phố Jerusalem khuyên người dân dọn dẹp, chuẩn bị hầm trú bom.